Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng test cặp loa Bose 701 Series 2 và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thiết bị audio. Đây là một cặp loa còn đáng chơi hơn cả mẫu loa 701 hai lỗ hơi, mặc dù với mức giá của nó chỉ dưới 20 triệu. Tiến Dũng sẽ test một đoạn nhạc, sau đó chúng ta sẽ cùng chi tiết về các sản phẩm này. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Ethernet và với bộ âm thanh này chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ ba thiết bị: chiếc âm lý Danone 1500R 25 mã, chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao của iFi và cặp loa Bose 701 Series 2. Quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin chi tiết tại website chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để dưới phần mô tả. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bose 701 Series 2. Các anh em thường lầm tưởng rồi với 701 Series 2 là 701 hai lỗ hơi. Hai vấn đề này nó hoàn toàn khác nhau. 701 Series 2 có cấu tạo hoàn toàn khác. Đây là thiết kế một dạng loa cột. Phía mặt trước này có một loa mid 2 và một loa chép. Phía mặt sau của loa được trang bị một loa mid low và một loa subwoofer, tức là loa siêu trầm. Với loa super của 701 Series 2 là hai cái loa bass, một cái bên đây và một cái thùng bên kia. Hai cái loa bass super này có công suất là 260W. Đây là lỗ thông hơi của loa, lỗ thông hơi của nó rất lớn. Thiết kế dạng cột, chiều cao ước tính khoảng 1m1. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng trên 20cm. Đây là thùng loa bên đây. Với mẫu loa 701 Series 2, đây là một mẫu loa khá hiếm trên thị trường. Dòng này cho tiếng trung âm và tiếng chép sáng rõ, đặc biệt tiếng bass của nó rất hay. Tiếng bass của mẫu loa này được tích hợp loa xúc điện ở đây, cho nên chúng ta sẽ thấy âm thanh của nó rất tròn trịa và rất mạnh mẽ. Đây là phần bảng điện phía mặt sau cũng như là phần tem thông số. 701 Series 2 Speaker. Mẫu loa này có công suất là 300W trên một thùng và kèm theo loa sub ở bên trong là 100. Xin lỗi quý vị, kèm theo loa sub là 260W. Nó rất mạnh mẽ. Mẫu loa này được kết nối dây loa từ âm ly vào đây và có một sợi dây cáp zin của hãng. Dây này sẽ truyền từ bên này sang loa bên kia. Loa này được cấp nguồn điện là 120V. Ngoài ra thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng với âm ly xem phim thì chúng ta có sử dụng chức năng của loa súp điện. Chúng ta sẽ kết nối âm ly xem phim của mình vào đây hoặc là kết nối vang vào đây để sử dụng loa này như là một loa súp. Trong trường hợp anh em không sử dụng giống như là một cặp loa thì chúng ta có thể ứng dụng xem đây như là một cặp loa súp Bass 20
công suất 260W. Phía bên hông này là hai nút điều chỉnh, nút volume và nút cắt tần số crossover. Đó là cấu tạo của mẫu loa Bow 701 Series 2. Chép của nó 6cm. Đây là cặp loa vừa cập nhật tại shop ngày hôm nay với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Mẫu loa này có mức giá 19,5 triệu, thì Dũng bao phí ship toàn quốc khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì Dũng sẽ không bao phí ship, quý vị và các bạn lưu ý. Đây là một cặp loa rất đáng chơi của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Tiếp theo trong video ngày hôm nay thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ combo của thương hiệu Gutin vừa cập nhật tại shop. Đó là Gutin, hàng của Đức, Made in Germany và sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, giống như là một điện thoại iPhone của Mỹ sản xuất tại Trung Quốc. Thương hiệu Gutin là thương hiệu đứng đầu về vang, do dòng này cho tiếng rõ nét rất hay. Đặc biệt với Gutin 5FX sử dụng chip xử lý là 48 bit DSP, âm thanh của nó rõ nét rất hay. Trên này có delay, có reverb và đặc biệt có delay repeat và đặc biệt có reverb, tiếng của nó dễ hát. Đây là một chiếc vang rất dễ lắp đặt, rất dễ cân chỉnh, mức giá 3,6 triệu. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay Tiến Dũng vừa cập nhật mẫu micro của thương hiệu Gutin, model GSM900E. Đây là một micro không dây dòng 2N. Mic này có tích hợp bóng đèn ở trong đây, âm thanh của nó lung linh rất hay. Tần số UHF, công nghệ của Đức và sản xuất chính hãng tại Trung Quốc. Đây là giao diện phía mặt sau. Chiếc vang này có trọng lượng, chiếc micro này có trọng lượng rất nặng. Điện nguồn 220V, 2 anten dâu, xuất tín hiệu ra ở dạng 6 ly và xuất tín hiệu ra ở dạng 3 lăng. Anh em sử dụng với cổng 3 lăng thì âm thanh nó sẽ tốt hơn so với cổng 6 ly. Đây là một chiếc micro rất đáng chơi. Phía bên đây là phần bên trong vỏ hộp, bao gồm hai tay micro và linh phụ kiện của hãng. Mic này sử dụng điện 220V, rất thuận tiện. Pin tiểu 2A, chúng ta rất thuận tiện để mua pin ở bất cứ tạp hóa nào cũng có. Anh em không nên sử dụng pin sạc bởi vì chi phí nó cao và rất có thể sẽ bị chảy nước làm cho hư micro. Chúng ta nên sử dụng pin tiểu thông thường, khi không hát nữa thì chúng ta sẽ bỏ pin ra. Micro Gutin model 900E, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Mic này có hai bản, một bản là màu đen và một bản màu xám nhôm phai. Thì Dũng đang giới thiệu đến quý vị và các bạn bản màu xám nhôm phai. Mức giá của chiếc micro này là mức giá hãng đề nghị là trên 7 triệu. Và trong video này thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá chỉ 6 triệu 200 ngàn, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và đặc biệt trong đợt hàng này thì Dũng khai trương dòng hàng micro Gutin sẽ tặng quý vị và các bạn một bộ dây 3 lăng chuyển đổi ra 6 ly. Dây này sẽ dùng để kết nối từ cổng 3 lăng của micro kết nối đến vang. Khi quý vị và các bạn sử dụng với dây 3 lăng Pro N của Ý này thì âm thanh nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với chúng ta sử dụng với dây 6 ly của hãng kèm. Mức giá 6 triệu 200 ngàn kèm theo phần quà tặng là bộ dây 3 lăng chuyển đổi ra 6 ly trị giá là 500 ngàn. Vang này cũng tương tự như vậy, thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây 3 lăng chuyển đổi ra AV hoặc 3 lăng ra 3 lăng. Hai sản phẩm này được bảo hành chính hãng 12 tháng. Quý vị và các bạn lưu ý, trên thị trường thì có một số dòng vang Gutin copy, tức là vang hàng fake hay còn gọi là hàng nhái, thì mức giá nó rẻ hơn khoảng 500-1 triệu. Tuy nhiên thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ kém hơn rất nhiều. Thì Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập website chính thức tiendungaudio.com để xem thêm thông tin chi tiết. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.